Việt Nam công bố ghi nhận 10.025 ca nhiễm mới và 233 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Hà Nội duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố sau ngày 21 tháng 9. 25 tỉnh thành cho tất cả học sinh đến trường. Hà Nội khẩn trương truy vết F0 trong đêm tại điểm dịch phường Việt Hưng. Phát hiện chùm 73 F0 chưa rõ nguồn lây ở phố Thời Trang, trung tâm Bình Dương. Một nữ công nhân làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng nhiễm SARS-CoV-2 Hà Nam ghi nhận một ca Covid-19 cộng đồng sau nhiều ngày không có Thế giới ghi nhận trên 229 triệu ca mắc Covid-19 Châu Á vẫn đang là điểm nóng của đại dịch Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 cập nhật sáng ngày 20 tháng 9 của DKN TV Lời đầu tiên, Nguyễn Tư xin kính chúc quý khán giả thân mến có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam công bố đã ghi nhận 10.040 ca nhiễm COVID-19 mới, trong số đó, có 10.025 ca nhiễm trong nước, ghi nhận ở 34 tỉnh thành phố, tăng 665 ca so với ngày hôm trước. 9.137 người khỏi bệnh, 233 ca đã tử vong. Trong 24 giờ qua, Việt Nam công bố ghi nhận 233 ca tử vong tại các địa phương cụ thể như sau: Thành phố Hồ Chí Minh công bố ghi nhận thêm 182 ca tử vong, Bình Dương 31, Long An 9, An Giang 3, Bình Thuận và Tiền Giang ghi nhận 2 ca tử vong. Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Bình, Tây Ninh đều thêm một ca tử vong. 10.025 ca nhiễm trong nước ghi nhận tại các địa phương cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng đầu cả nước với 5.496 ca mắc mới. Tỉnh Bình, Bình Dương ghi nhận 2.332 ca mắc mới. Đồng Nai 953, An Giang 287, Long An 249. Kiên Giang 151, Tiền Giang 102, Bà Rịa Vũng Tàu 84, Tây Ninh 53, Cần Thơ 52, Khánh Hòa 37, Bình Định 30, Quảng Ngãi 24, Hà Nội 20, Cà Mau 18, Quảng Bình, Bình Phước, Ninh Thuận đều ghi nhận thêm 15 ca mắc mới. Phú Yên, Quảng Nam đều ghi nhận thêm 13 ca mắc mới. Hậu Giang, Đắk Nông đều ghi nhận thêm 11 ca mắc mới. Trà Vinh 8, Bình Thuận 7, Đồng Tháp, Bến Tre đều ghi nhận thêm 6 ca mắc mới. Quảng Trị 5 ca, Bạc Liêu 3, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Thanh Hóa đều ghi nhận thêm 2 ca mắc mới. Hà Tĩnh, Hưng Yên, Bắc Ninh đều báo cáo ghi nhận 1 ca mắc mới. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày vừa qua là 10.517 ca một ngày. Số ca mắc mới đã đăng tổng số ca nhiễm tại các địa phương lên con số cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng 336.528 ca bệnh. Tỉnh Bình Dương ghi nhận tổng cộng 178.295 ca nhiễm. Tỉnh Đồng Nai con số là 39.973. Long An 30.328. Tiền Giang 13.059. Đồng Tháp 8.072.

Hà Tĩnh 447, Thanh Hóa 425, Bạc Liêu 342, Hưng Yên 294, Cà Mau 292 và Quảng Trị 164. Kể từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam công bố ghi nhận tổng cộng 687.063 ca nhiễm. Trong số đó, có 457.505 ca đã khỏi bệnh, 212.471 ca đang phải điều trị. 17.090 người đã tử vong. Hà Nội duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố sau ngày 21 tháng 9. Kính thưa quý vị, vào chiều 19 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay, kể từ ngày 24 tháng 7 khi giãn cách xã hội đợt đầu tiên, trung bình mỗi ngày thành phố ghi nhận 71,2 ca mắc mới COVID-19. Đến đợt giãn cách thứ tư, số ca mắc đã giảm còn từ 25 đến 27 ca một ngày và hiện còn 15 ca một ngày. Số ca nhiễm giảm, tuy nhiên hiện thành phố vẫn còn một số điểm nóng về dịch bệnh như phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và một vài khu vực thuộc quận Hoàng Mai, quận Đống Đa. Ông Tuấn thông tin, theo định hướng của lãnh đạo thành phố Hà Nội, thì sau ngày 21 tháng 9, thành phố không chia thành các vùng như trước đây mà sẽ chia khu vực xuất hiện nguy cơ để phòng chống dịch bệnh cho hiệu quả. Cụ thể, nơi nguy cơ rất cao có ca F0 sẽ trở thành điểm đỏ, phải áp dụng chỉ thị số 16, thực hiện phong tỏa, cách ly y tế. Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ. Chuyển sang phần tin tiếp theo. 25 tỉnh thành cho tất cả học sinh đến trường. Cả nước có 25 tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tiếp, 13 địa phương kết hợp trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. Còn lại không cho học sinh đến trường. Thống kê vào ngày 19 tháng 9 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, hầu hết các tỉnh thành cho toàn bộ học sinh học trực tiếp tại trường đều là ở miền Bắc, trong khi nhóm tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình chỉ có Hà Nội và tỉnh Hưng Yên thuộc khu vực này, còn lại là các tỉnh thành phía Nam. Hai năm học vừa qua, khoảng 22 triệu học sinh cả nước đã trải qua nhiều lần gián đoạn học tập, phải chuyển sang học online do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm học 2021-2022, dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ hơn với gần 700.000 ca nhiễm tính từ cuối tháng 4, hơn 17.000 người đã tử vong. Kế hoạch học tập đã bị đảo lộn. Hôm 12 tháng 9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ước tính có 7,35 triệu học sinh các cấp đang phải học trực tuyến, trong số đó có 1,5 triệu em không có thiết bị để tham gia hình thức học tập này. Tiếp tục với một tin nóng đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội. Hà Nội khẩn trương truy vết F0 trong đêm tại điểm dịch phường Việt Hưng. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ trưa ngày 18 tháng 9 đến tối ngày 19 tháng 9, điểm dịch tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 12 ca dương tính với COVID-19. Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ cư dân thuộc 3 tổ dân phố theo ghi nhận của phóng viên báo tin tức, 20 giờ ngày 19 tháng 9, tại khu vực chợ Kim Quan ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong tỏa để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 5.000 mẫu, gồm toàn bộ người dân ở 3 tổ trong phường Việt Hưng. Người dân đứng đợi lấy mẫu xét nghiệm được yêu cầu giữ khoảng cách, không nói chuyện với nhau để bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát hiện chùm 73 ca F0 chưa rõ nguồn lây ở phố Thời Trang, Trung tâm Bình Dương. Vừa được công bố là vùng xanh ít ngày, nhưng khu vực trung tâm của tỉnh Bình Dương bất ngờ khi phát hiện chùm ca bệnh COVID-19 chưa rõ nguồn lây. Đến 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, lực lượng chức năng của thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương vẫn đang phải thực hiện các biện pháp y tế tại hẻm 21 đường EX xanh thuộc khu phố 1, phường Phú Cường, nơi vừa phát hiện chùm lây nhiễm COVID-19. Rất nhiều xe cứu thương và nhân viên mặc đồ bảo hộ liên tục ra vào, lực lượng chức năng địa phương cũng chốt chặn phong tỏa khu vực có ca nhiễm. Theo một nguồn tin của báo Tuổi trẻ online, gần 600 người sinh sống trong khu vực này được lấy mẫu test nhanh sau khi có một ca nghi nhiễm xuất hiện vào ngày 18 tháng 9. Kết quả có tới 73 người dương tính với Covid-19, không phải 76 ca như thông tin ban đầu đã đưa. Đây là thông tin gây bất ngờ khi thành phố Thủ Dầu Một vừa được công bố là vùng xanh và đã nới lỏng một phần biện pháp giãn cách được hơn một tuần kể từ ngày 10 tháng 9. Hơn nữa, trùng 73 ca F0 vừa xuất hiện tại khu vực có đông người ở trọ và chưa rõ nguồn lây nhiễm. Trước đó, khu vực này cũng đã được lấy mẫu diện rộng trong cộng đồng nhưng không phát hiện ca dương tính. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online, khu vực xuất hiện chùm ca F0 lây nhiễm trong cộng đồng ở đường Yết là tuyến đường trung tâm nhất của thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Tuyến đường Yết Xanh được mệnh danh là phố thời trang, nối từ ngã tư chợ Đình giao với quốc lộ 13 tới ngã 6 Bình Dương là khu vực trung tâm, vui chơi giải trí nổi tiếng của giới trẻ địa phương. Hẻm 21 đường Yết nơi phát hiện các ca F0 chỉ cách quốc lộ 13 khoảng 200 đến 300m. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, đại diện Ủy ban Nhân dân Phường Phú Cường cho biết, ngay sau khi phát hiện các cái F0, Phường đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng liên quan để phong tỏa và đưa 73 người này đi cách ly tập trung. Đối với các F1, sẽ phong tỏa và tiếp tục trở lại lấy mẫu xét nghiệm trong những ngày tới. Chuyển sang một tin nóng về tình hình tại Đà Nẵng. Một nữ công nhân làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng nhiễm SARS-CoV-2. Vào tối 19 tháng 9, bác sĩ Phạm Phú Điềm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2. Người này là nữ công nhân làm việc tại công ty Matrix, trụ sở tại khu công nghiệp Hòa Khánh, trú tại tổ 64, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triều. Bác sĩ Điềm cho biết, chiều cùng ngày, nữ công nhân này đến Trung tâm Y tế phường Hòa Khánh Nam để khám do có triệu chứng ho sốt. Tại đây, nhân viên y tế đã test nhanh COVID-19 và cho kết quả dương tính. Sau đó, nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người này và đến tối cùng ngày thì có kết quả dương tính. Theo bác sĩ Điểm, công ty Matrix có khoảng 3.000 công nhân. Trong ngày 19 tháng 9 là chủ nhật nên phần lớn công nhân nghỉ việc. Trung tâm Y tế quận Liên Triều đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 60 công nhân có mặt tại công ty. Ông Thân Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Nam cho biết, phường đã phối hợp với các lực lượng tổ chức phong tỏa cứng khu vực nhà của nữ công nhân nói trên tại tổ 64, đường Nam Cao, nối dài với 11 hộ dân. Qua test nhanh, đối với 22 người thuộc nguy cơ cao trong khu vực đều cho kết quả âm tính, trong đó có con của nữ công nhân. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Hà Nam ghi nhận một ca COVID-19 cộng đồng sau nhiều ngày không có. Ngày 19 tháng 9, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Trường hợp dương tính mới là chị DTT, sinh năm 1980, thường trú tại thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, Ngày 22 tháng 8, chị T cùng với chồng là anh NTQ, sinh năm 1977, làm nghề lái xe tự do tại tỉnh Đồng Nai, đi theo xe vận chuyển hàng hóa từ Đồng Nai về đến Hà Nam và đã ra trạm y tế xã Phù Vân để khai báo y tế. Trong thời gian cách ly tại nhà, kể từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 16 tháng 9, vợ chồng của chị đã 3 lần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 17 tháng 9, chị T có biểu hiện ho, sốt, đến sáng ngày 19 tháng 9, chị T đã khám tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ ở phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý. Do nghi ngờ chị T mắc SARS-CoV-2, bệnh viện đã đề xuất Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xác định chị T dương tính với SARS-CoV-2. Nhà chức trách tỉnh Hà Nam đã yêu cầu phong tỏa toàn bộ thôn Lê Lợi, gồm hơn 500 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân cư của thôn Lê Lợi và các hộ dân ở sát ngoài cổng của thôn. Sát cổng thôn Lê Lợi là chợ Phù Vân, có nhiều hộ kinh doanh hai bên đường, ngay trong đêm 19 tháng 9. Ước tính sẽ phải tiến hành xét nghiệm cho khoảng 3.000 người. Các trường hợp F1 lấy mẫu xét nghiệm đơn và đưa đi cách ly tập trung. Lấy mẫu xét nghiệm gộp đối với các trường hợp F2, F3 và các hộ dân tại thôn Lê Lợi cùng với các tiểu thương tại chợ Phù Vân, kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 229.072.488 ca nhiễm COVID-19. Trong số đó, có hơn 4,7 triệu ca tử vong. Số ca phục hồi trên thế giới hiện tại là 205.691.371 người. Châu Á đến nay vẫn đang là điểm nóng của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, với tổng số ca mắc mới hàng ngày ở mức cao nhất so với khu vực khác. Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ, Philippines, Iran, Thái Lan là những nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất khu vực, giao động từ khoảng 13.500 đến 31.000 ca. Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất châu lục trong ngày với 30.773 ca nhiễm mới. Cho đến nay, châu Á có tổng cộng 74,01 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,09 triệu ca tử vong do đại dịch. Bộ Y tế Lào ngày 19 tháng 9 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 371 ca mắc mới, trong đó có tới 303 ca nhiễm cộng đồng, còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy cho đến nay, tổng số ca mắc COVID tại Lào là 19.185 ca, trong đó có 16 người tử vong. Theo Bộ Y tế Lào, số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại nước này vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, thủ đô Viêng Chăn tiếp tục ghi nhận số ca cộng đồng cao nhất cả nước với 225 ca. Trong đó, ổ dịch tại một nhà máy may mặc trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, khi ghi nhận 179 ca mắc mới trong một ngày. Ngoài ra, một số tỉnh khác của nước này vẫn ghi nhận nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng trong một ngày, như Khamuan 27 ca, Champasak 26 ca. Trước tình hình trên, Lào đã khẩn cấp phong tỏa toàn diện 4 quận trung tâm thủ đô Viên Chăn, trong khi việc đi lại tại bao quận khác sẽ bị phong tỏa một phần. Đồng thời, thủ đô Viêng Chăn đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh chặt chẽ, trong đó bao gồm việc cách ly người vào thành phố từ vùng dịch khác trong vòng 14 ngày và cấm người dân di chuyển đến các khu vực có cấp độ dịch bệnh từ mức độ 2 trở lên. Tại Trung Quốc, nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vào tháng 12 năm 2019, Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này ngày 19 tháng 9 cho biết, Trung Quốc đại lục ghi nhận 66 ca mắc mới trong ngày 18 tháng 9, trong đó có 43 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 23 ca nhập cảnh. Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NSC, trong số các ca mắc nhập cảnh có 9 ca ở Vân Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây và Tứ Xuyên mỗi nơi 3 ca, Thượng Hải và Quảng Đông mỗi nơi 2 ca và 1 ca ở Thiên Tân. Sau khu vực châu Á, Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai của đại dịch Covid-19 với tổng cộng 57,57 ,57 triệu ca nhiễm, trong số đó, Vương quốc Anh ghi nhận 7,4 triệu ca nhiễm, tiếp sau là Nga, nước có 7,27 triệu ca nhiễm. Khu vực Bắc Mỹ với 42,86 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ 37,53 triệu ca nhiễm, khu vực Châu Phi 8,22 triệu ca nhiễm, Châu Đại Dương 202.321 ca nhiễm. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 cập nhật sáng ngày 20 tháng 9 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!